Vâng, em xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em nhé Hôm nay em Quang giới thiệu cho mọi người tham khảo một cái nô đất này có tổng diện tích là 1 hectare 2 mọi người nhé Làm trên địa bàn à, xã nhân à, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông mọi người nhé Nô mình đây là từ đường ranh từ đây à, Cái trục đường này là hiển thị trên sổ đó mọi người nhé Sổ là đất nông nghiệp trồng cây nâu năm Và từ cái nô đất của mình đây mà cách đường nhựa ấy, rơi vào khoảng tầm cỡ 400m mọi người nhé 400m là ra tới đường nhựa Địa thế thì đất bằng như sân bay đâu mọi người nhé Đất bằng như sân bay luôn Đó, cái, có cái mặt đường này này Là khoảng tầng 100m Và bác chủ nhà đang bán với cái giá là 880 triệu mọi người nhé 880 triệu Còn thương lượng Thì à, uh, theo em thấy thì uh, có cà lớn như này mọi người này Cà lớn như này thì có khoảng tầm có được 700 cây Còn này là 500 cây cà phê tơ mọi người nhé 500 cây cà phê tơ Và cái nô đất của mình ấy Là cách đường uh, Cách đường nước, cách đường suối lớn á là 50 mét mọi người nhé Cách 50 mét đúng một cuộn ông cái là lên tới nô đất của mình luôn Đó, anh chị em nào quan tâm cái mảnh đất này thì liên hệ cho em Quang nhé Qua số điện thoại 0969 780 789 Thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết ở trong vườn cho mọi người tham khảo này Đất bằng mọi người nhé Và cái trục đường đất này này, nó là trục đường liên thông à, Đường này là đường chạy ra ngoài sáng cái thắng này Ra ngoài đường nhựa và rẽ bên tay phải ra đường quốc lộ 14 nhé từ cái nô đất này mà cách đường quốc lộ 14 là đúng 7 km mọi người nhé Và từ đây mà cách trung tâm trường chợ Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cây xăng và mọi tiện ích Là chưa tới 3 km mọi người nhé Chưa tới 3 km là ra tới trung tâm mọi tiện ích Và từ chỗ này mà cách tạp hóa Ví dụ như mình mua đồ ăn Đồ ăn và mình mua các đồ dùng sinh hoạt ấy, Thì ngay ngoài đường nhựa đây là có rồi nhé Rất là đông dân luôn trong vườn thì cà phê như thế này thì có khoảng được tầm cỡ 700 cây mọi người nhé 700 cây là cà phê lớn như thế này đó, cách mặt suối là chỉ có 50 mét Cà phê tốt mọi người nhé Cà phê này là đa số là Bác chủ nhà nói là trồng cà phê giống mới hết rồi mọi người này. Đó, cà phê sen chung với điều Rất đẹp luôn 700 cây cả lớn Và 500 cây Là cà nhỏ Giá bán chỉ có 880 triệu mọi người nhé Từ đây mà cách đường quốc lộ 14A Là chỉ có 7 km thôi Là ra tới chỗ trận nhân cơ ấy mọi người đó bác chủ nhà hiện tại thì đang ở thành phố hồ chí minh có nhờ người là chỉ có tưới tắm cây trồng này nên là cũng chưa làm được vườn trồi được các thứ là mình mua về mình làm lại mọi người nhé đó, vườn thì rất tốt luôn bác chủ ấy, à, ở xa nên là muốn bán là à, muốn bán là đi không có làm vườn nữa đó giá bán cho tổng cả lô này là 880 triệu nó được thì có khoảng tầm 700 cây cà như thế này, 700 cây cà thu chính như thế này và cho nó là có 500 cây cà tơ. Bây giờ mình sẽ di chuyển đùi xuống cho cà tơ cho mọi người tham khảo nhé. Nó bên này cà cà lớn này, 700 cây cà lớn và 500 cây cà tơ Tổng diện tích trên sổ là gần 1 hectare 2 mọi người nhé Gần 1 hectare 2 đây là cái chỗ này em quay là chỗ 500 cây nhé mọi người nhé. Cà tơ và cà sấu như thế này này. Là có khoảng tầm cái 500 cây như thế này. Đó, để thấy đất bằng như thế này mọi người nhé. Đất bằng như thế này. Còn phía bên ngoài nó được tầm cỡ 700 cây cà phê đẹp. Đó. Đất bằng đẹp luôn. Còn từ ngay cái đầu mảnh rễ của mình đây này mọi người Từ cái đầu mảnh rễ này Từ cái đầu này, mảnh rễ này của mình đây Mà cách tới con suối nước lớn ấy Là nó chỉ có 50 mét thôi mọi người nhé Cách suối nước lớn nó chỉ có 50 mét thôi Đó tổng diện tích 1 hectare 2 Cho nó là có 700 cây cà phê lớn Và 500 cây cà bên phía bên này nó hơi xấu mọi người Vừa cà phê xấu mà Vừa cà phê tơ này Đó cà phê chỗ này thì mình múc đi mình trồng lại mọi người nhé đó, Bên này thì cà sấu nó khoảng tầm 500 cây này, còn 700 cây cà phê đẹp. Địa thế thì rất bằng như sân bay mọi người nhé, cách suối nước lớn là 50 mét. Tổng diện tích là 1 hectare 2, nằm trên địa bàn xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông. Cách đường nhựa là gần 400 mét mọi người nhé. Điện đóm đầy đủ, khu dân cư, mặt đường thông. Giá bán cả lô 880 triệu còn thương lượng với chủ nhà mọi người nhé. Đó, anh chị nào nào quan tâm thì liên hệ cho em Quang qua số điện thoại em để góc trái màn hình video nhé.